Yêu bố không? Yêu bố. Nào yêu bố. Nó nằm đi. Rồi. Nằm đấy à? Nằm hưởng đấy. Nhà nó mát trời. Cứ khích quá ấy nhỉ? Mẹ giao lưu với người hâm mộ luôn. Bạn này là fan cuồng của Bright. Con có thích chó không? Sao con không nói chuyện với ba mẹ là con muốn nuôi chó? Thôi sau chú tặng con một em nhé. Nhà con có rộng không? Ba lầu là nhiều rồi. Ba lầu là con có để dành được một lầu để nuôi em cún nào không? Toàn người thôi à? Tức là nhà em toàn người là người. Em thích bạn cún bự như này hay bạn cún nhỏ? Nhỏ à? Nhưng em nhìn bạn này bự nhưng mà dễ thương không? Hả? Hung dữ á? Bạn có làm gì đâu? Bạn nhìn bạn đáng yêu này mà đúng không? Này, đáng yêu này mà đúng không? Không giữ thì chẳng qua là cái suy nghĩ của con thôi đúng không? Con nhìn con tưởng vậy thôi nhưng mà thực tế nó không khác, nó khác đúng không? Bạn thân thiện đúng không? Thấy chưa? Nếu mà không giữ thì có khi nhiều khi bạn táp chú rồi đúng không? Nếu mà không giữ, đấy, bạn dễ thương. Này, thấy chưa? Đấy. Người hâm mộ vẫn còn lưu luyến con đấy, thấy chưa? Thôi hẹn gặp lại người hâm mộ mùa sau nhé.